Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Ở Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây cúc VIP may quắn ha cô chú, với lại bạch mai ghép gốc tứ quý cô chú anh chị nha. Mai quắn ghép gốc tứ quý, cúc tây thi, cúc không nhị dạng phúc. Đủ, bữa nay là mình giao lưu đủ loại luôn ha cô chú anh chị. Mai quắn đế nôm luôn cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại của em vào giúp em ha cô chú anh chị. Rồi, bên này thì mai quắn ghép với gốc tứ quý. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của em vào luôn ạ. Rồi chị xin chào em vào ơi. Rồi, rồi em chào chị với cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục trở lại kênh thì cũng xin giao lưu mình một số giống mai như là cúc hoa hồng, tây thi, mai quắn dạng họ cánh xăng, bạch mai. Rồi em vô clip giới thiệu cây luôn nha. Rồi bữa nay tiếp tục làm mã số 1 gồm mã số 1 hết cơ chú. Rồi một cây tây thi và một cây hoa hồng quý chú. Dạ. Cây hoa hồng là cao 40, còn cây tây thi cao được 33. Em quay một vòng mình luôn. Rồi. Cây hoa hồng thì đang đi cơ đọt các cô chú chị. Rồi bên đây là cây cúc tây thi liền cốt luôn rồi cô chú anh chị nha. Vậy là cô chú chị mình sẽ thấy được mặt bông đang âm nụ luôn ạ. Rồi rồi, mã số 1 này thì con xin giao lưu giá là 330.000đ, bà ship mình luôn chú ơi. Rồi. Và tiếp theo là mã số 2 quý chú. Mã số 2 là một cây tây thi và một cây hoàng huyết long. Dạ, một cây cúc tây thi ha cô chú với lại hoàng huyết long, một cặp mình được hai giống cô chú anh chị ha. Rồi, cây hoàng huyết long là cao 62. Còn cây tây thi là cao 35, nhưng mà tàn khá nhiều cho mình đúng với chú. Cây này có tàn hết thôi nha quý cô chú anh chị. Rồi nó liền cốt luôn ha cô chú. Đây. Bên đây là cây hoàng huyết long. Nó làm liền. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu giá là 350.000đ, có ship luôn quý chú. Dạ 350. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 3 quý chú. Mã số 3 là một cây tư long và một cây hoàng huyết long. Cặp, một cặp rồng luôn ha. Và cây tư long là cao 41. Vậy cây đó cây hoàng huyết long quý chú. Còn cây tư long là cao 35. Tư long mình đã phân cành nhánh hết rồi hai điều nha quý cô chú anh chị. Này các thấy luôn nữa quý chú. Cái này liền cốt luôn rồi cô chú anh chị. Cà bên cây hoàng huyết long. Cái này cũng liền cốt luôn ha. Rồi cặp mã số 3 này con xin giao lưu giá là 350.000đ, bác ship mình luôn chú ơi. Dạ. Mã số 4. Mã số 4 là một cây tây thi và một cây hoàng huyết long. Cũng là một cặp được hai giống luôn ha cô chú. Và cây tây thi là cao 42. Còn cây hoàng huyết long là cao 41 quý chú. Tất cả đều được ghép với mai quấn rễ nha, cho nên là rễ rất là quá đẹp cô chú. Hôm nay cây cúc tây thi đang ôm nụ luôn cô chú nhìn nha. Vậy rồi mã số 4 này thì con xin giao lưu giá là 350.000đ, ta ship nụ quý chú ơi. Dạ. Vậy rồi mã số 5 quý chú. Mã số 5 là một cây mai quấn. Dạ cây cao là 43. Tay ngang của mình được 48. Cái hoành vị trí này được 11 quý chú. Cái đế mình có duyên không cô chú? Cái thằng nu nằng rất đẹp luôn quý chú. Cái này thì mình ghép được 2 bo nha cô chú anh chị, bo nó già bo hết rồi ha. Rồi cây mã số 5 này thì con xin giao lưu giá là 700, con ba ship mình luôn quý chú ơi. 700.000 một cây giỏ tuổi 6 đế đẹp nha cô chú. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 6 quý chú. Mã số 6 là một cây dạng thọ cánh xoăn 100 cánh. Một cây cúc dạng thọ 100 cánh với cô chú anh chị. Cây này vậy cô chú anh chị mình cắt bo cũng được khá nha. Nên mình ghép được 2 bo đều tàn nha cô chú. Đây, giờ cao là 35. Tàn ngang của mình được 47. Rồi đế thú rất là
dễ thương như cô chú anh chị. Dạ, cái hoành ngang đây được 17 quý chú. Dạ. Nó nằm cục trực do luôn hết cưng hết cô chú. Cái đế rất là khéo luôn quý chú ơi. Cây này đế rất là khéo cho mình luôn nè. Dạ, mình nhắc từ 2 ba. Rồi giao lưu cây này. Rồi cây này thì con xin giao lưu giá là 900, con ba ship mình luôn quý chú ơi. Dạ. Đế rất là hay luôn. 100 cân hết cô chú. Rồi, rồi. Con đợi cây. Rồi tiếp theo là mã số 7 quý chú. Mã số 7 là một cây cúc VIP ghép gốc tứ quý. Cây này hiện ghép được 4 bo quý chú ơi. Dạ, cúc VIP ha cô chú. Dạ, cây cao là 38, tài ngang của mình được 33. Dạ, cây này ghép được 4 bo gốc tứ quý, đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. Đây con đồ hoành. Dạ, hoành nó được 12 quý chú. Dạ, hoành được 12, như một bể đế đó cô chú. Rồi mình giao lưu cây. Dạ, rồi cây này thì con xin giao lưu giá là 600, con bao ship mình luôn quý chú ơi. Dạ, một cây cúc VIP 4 bo hết cô chú, 600. Rồi cây. Mã số 8 quý chú là một cây tư long và một cây hoàng phước long quý chú. Và cây tư long là cao 33. Còn cây hoàng phước long cao 56. Đây, con quay một vòng mình luôn. Phần cành nhánh đều hết đấy cô chú anh chị. Bên đây là cây cúc tư long. Tư long. Bên đây là cây hoàng quốc long liền cốt luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi, mã số 8 này thì con xin giao lưu giá là 350.000, bao ship mình luôn cô chú ơi. 350. Theo là mã số 9 cô chú. Mã số 9. Mã số 9 là một cây mai quắn ghép gốc tứ quý. Và cây cao là 39. Cái tàn ngang của mình được 36. Dạ, mai sắn ghép gốc tứ quý nha quý cô chú. Và cái hoành ngang đây được 12 quý chú. Dạ rồi. Cái này thì ghép 2 bo. Ở chỗ này là mây tứ quý hết cô chú. Còn ở trên này là nhánh mây vàng nha. Đây. Thì rồi mã số 9 này thì con xin giao lưu giá là 700, con ba ship mình luôn quý chú ơi. 700 nha quý cô chú. 700. Mã số 9 theo là mã số 10, mã số 10 là một cây tây thi và một cây và một cây tư long quý chú. Dạ, một cây cúc tây thi với lại một cây cúc tư long. Dạ, cây tây thi là cao 38, còn cây tư long là cao 46. Dạ. Có mặt bông của cúc tây thi luôn nha. Mặt bông cúc tây thi rất đẹp cho mình luôn nè quý chú. Còn có chút xíu nữa là liền cốt luôn nha quý cô chú. Rồi bên đây là cây cúc tư long. Đã rồi, cái mã số 10 này thì con xin giao lưu giá 350.000, bao ship mình luôn quý chú ơi. 350. Dạ, tiếp theo là mã số 11 quý chú. Mã số 11 là một cây hoàng quyết long và cây cao là 56. Tài ngang của mình được 52. Cái này thì được 3 bo quý chú. Và cái hoành được 13. Dạ. 3 bo lớn lắm nha cô chú, và cái 3 bo nó lớn cỡ bằng ngón cái út đó cô chú anh chị. Cây này giờ đang đâm chồi. Rất đẹp luôn nè cô chú. Ghép già mùa nha quý cô chú. Được rồi, cây mã số 11 này thì con xin giao lưu giá là 700, con ba ship mình luôn quý chú ơi. Được rồi, 700 ạ. Mã số 12 cô chú anh chị nha. Được rồi, tiếp theo mã số 12, mã số 12 là một cây bạch mai Thái quý chú. Dạ. Ghép gốc tứ quý. Một cây bạch mai ghép gốc tứ quý. Và cây cao là 39. Tàng ngang của nó được 45. Này. Mình ghép được 4 bo hay cơ chú anh chị. Dạ, hoành ngay vị trí này là được 16 quý chú. Dạ. Được 16. Đó. Cái đế rất đẹp cho mình luôn. Đó. Cái đế rất là khéo luôn quý chú. Dạ, cây này mình ghép được 4 bo nha cô chú anh chị. Được 4 bo. Rồi mình giao lưu cây này. Dạ rồi, cây bạch mai này thì con xin giao lưu giá là 800, bao ship mình luôn quý chú ơi. Dạ. Dạ, tiếp theo là mã 13 quý chú. Mã 13 là một cây tây thi và một cây hoàng quyết long. Dạ, một cặp được 2 giống luôn nha quý cô chú. Dạ, tây thi là cao 40. Còn hoàng quyết long là cao 41 quý chú. Cái hoàng quyết long này cũng đã phân cành nhánh rồi, về cho chú chị mình sẽ thấy được một hoa luôn như chú ha. Rồi bên
mai đế đẹp luôn cô chú. Liền cốt luôn cô chú anh chị nha. Rồi mã số 3 này thì con xin Zalo giá là 350, 13 này thì con xin Zalo giá là 350.000, bao ship luôn quý chú ơi. Dạ mã số 13. Dạ. Rồi tiếp theo là cây 14, một cây độc đỏ quý chú. Dạ. Một cây độc đỏ hai cô chú anh chị. Cái này thì ghép hai bao. Giá quanh là được 10. Cây cao 42. Tàn ngang được 33. Dạ, cái bo ghép nó đã già ha cô chú anh chị đang ôm bông luôn nha. Về là cô chú anh chị mình sẽ thấy được mặt bông nha quý cô chú. Cái lá lên rất đẹp luôn nè quý chú. Cái này mình ghép được hai bo nha. Rất lộ bộ lắm cô chú anh chị. Đây, con quay một vòng mình luôn. Dạ rồi, cái đọt đỏ này thì con xin Zalo giá là 400, bao ship mình luôn quý chú ơi. Cúc đọt đỏ 400 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, còn theo là mã 15 quý chú. Mã 15 một cây mai quắn. Dạ, một cây mai dạo tự sắn nha cô chú. Đế nơm sổm rất đẹp luôn nè quý chú. Không cao luôn. Và cây cao là 49. Cái hoành nó được 9 luôn quý chú. Dạ, cái đế nơm ha, đế nơm sổm cô chú anh chị về chậu đẹp đẹp xíu rồi cây cô chú. Đó, hoành đế này. Và tổng đế của nó được 42 quý chú ơi. Dạ. À, cây rất là khéo cây. Được rồi, cái mã số 15 này thì con xin Zalo giá là 700, bao ship mọi người chú ơi. 700 ngàn. Rồi, đây là cũng là cây cuối clip và con cũng chân thành cảm ơn quý chú anh chị các bạn ủng hộ và theo dõi con trong thời gian qua. Thì quý chú nào mình có được các giống đó, hoặc là tìm mặt bông thì cứ liên hệ qua Zalo, con sẽ gửi hình qua Zalo cho mình. Và con hẹn mình ở cái lúc sau. Con cũng chân thành cảm ơn quý chú đã theo dõi cái clip. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian.